Xin chào mọi người, giới thiệu với mọi người cặp Lộc Bình sứ Men Lam vẽ tay được sản xuất tại Bát Tràng, Việt Nam. Mẫu này là mẫu Phúc Tức nhé. Âm thanh rất là đanh. Họa tiết là vẽ tay, màu bền vĩnh cửu. Họa tiết này ở trong men thì như vậy là mình vừa cạo như vậy nhưng không ảnh hưởng gì đến họa tiết và độ bóng của sản phẩm cả. Ở kích thước là cao 1m55 cả đế, không đế là 1m4, đường kính bụng là 42 này. Đang sử dụng là một cặp chân sứ nhé, chân bằng sứ. Chân sứ thì với cả cái đít lục bình đôi khi nó sẽ có độ dơ, đây là một cái lưu ý nhỏ, về chúng ta sẽ phải chêm lại nhé, chứ nó không phải là nó sẽ phẳng lì. Mọi người lưu ý riêng về cái lục bình của Bát Tràng là như vậy. Đây là mặt chính này, ở trên là hình ảnh cuốn thư Phúc Đức này, ở dưới hình ảnh cá chép hoa sen. Ở trên cổ thì được chế tác hình ảnh là thêm hai câu thơ. Chữ Phúc là Phúc ấm nhi tân bách thế vinh, Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh. Ở bên trên là hình ảnh hoa ở mẫu đơn này. Mình sẽ quay mặt sau của tác phẩm này ra. Ở mặt sau thì được chế tác hình ảnh chim phượng hoàng và chim hạc kết hợp với cả quả đào. Ở mẫu này thì chúng ta cũng bày được hai kiểu nhé. Bày được hai kiểu để thay đổi đi. Quay cho mọi người nhìn xung quanh. Đây là hình ảnh chim hạc này. Trên vai thì có chế tác hình ảnh ở cá chép và trên cổ cũng chế tác hình ảnh cá chép nữa. Mình sẽ xin phép quay một bình nữa nhé. Xin phép quay một bình để cho mọi người nhìn cái mặt sau đấy. Men rất là bóng nhé. Cái màu nền của nó sẽ là hơi màu vàng ngà một chút. Màu nền là hơi màu vàng ngà. Mẫu này là mẫu vẽ tay, mẫu vẽ kỹ nhé, hàng oxy. Cái giá của nó sẽ dao động từ 6 triệu cho đến hơn 6 triệu một cặp. Tất cả những cái sản phẩm như này chúng tôi đều giao hàng tận nơi toàn quốc. Nếu như mọi người quan tâm thì vui lòng nhắn tin, gọi điện, chúng tôi sẽ gửi mẫu cho mọi người tham khảo và báo giá chi tiết nhất. Đây là hình ảnh chim Phượng Hoàng này. Chim Phượng Hoàng và hình ảnh chim hạc nhé. Như mẫu này là vẽ kỹ cả hai mặt, chúng ta có thể bày được hai kiểu khác nhau. Đấy, chúng ta bày được hai kiểu. Sẽ quay lại ở cái mặt chính và quay cận vào cho mọi người nhìn. Rồi, bắt đầu sẽ quay cận vào cái mặt chính nhé. Vẽ họa tiết nó không quá dày, không quá dối, như vẽ cái nét nào ra nét đấy. Chữ Đức này, chữ Phúc này. Chúng ta nhìn cái men rất là bóng và cái màu của Lộc Bình nó mượt, nó đều màu nhé, nó mượt mà.